những cái khái niệm cơ bản là một chuyên từ bệnh lý phức tạp và những cái khái niệm phức tạp, còn chuyên sâu tầm từng loại cụ thể thì bệnh lý khác phức tạp, đó là điều mà các chị để làm sau này khi các chị quyết định chọn cái ngành hoặc là ngành về huyết học hoặc là ngành về bệnh của mình hoặc là ngành ung thư, các chị sẽ nếu mà chọn được những điều đó các chị sẽ có thời gian đào sâu hơn. Còn đây chúng ta chỉ là những bài giới thiệu ban đầu mà thôi. Do vậy chúng ta có những thuốc bổ hạch trung bình độ khoảng từ 20 mg mà các chị bị bệnh
Thank you.
Một con tế bào có kích thước lớn, nghĩa là lớn hơn 20 mm, nó có
Đó là những con vi trùng nào nó có khả năng sản xuất ra kháng thể, nhưng mà kháng thể không
Quan họ
vàng. Thì đó là cái nói chung là cái nguyên lý duy nhất của cái phương pháp dùng hóa môn miễn dịch. Người ta dùng cái kháng thể gắn chống lại cái kháng nguyên. Như vậy khi mà trong cái mô nó không có cái kháng nguyên đặc biệt như vậy thì phản ứng kháng nguyên kháng thể sẽ không có xảy ra. Không có phản ứng kháng nguyên kháng thể xảy ra, như vậy thì cái chất màu này nó có dù nó có được gắn lên nhưng nó bị lửa trôi đi hết, do đó các chị sẽ thấy rằng cái hộp môn nó sẽ không có hiện màu. Còn trong trường hợp mà có sự tích hợp kháng nguyên kháng thể thì chất màu này nó được giữ lại trên cái mô đó. Ở đây là các chị thấy là đối với cái kháng nguyên CD20, kháng thể chống lại kháng nguyên CD20, nó sẽ được những cái con tế bào lymph B bắt giữ lấy, và do đó các chị thấy rằng trong những chúng ta có những cái trung tâm mầm đó là nơi tập trung cư trú của những tế bào lymph B, đó các chị thấy rằng nó sẽ liên quan đến CD20. Và đây là CD3 là cái kháng nguyên của lymph bào T, do đó các chị thấy nó chừa các cái trung tâm mầm lại, nó chừa những cái nano lympho lại và nó chỉ bắt cái vùng xung quanh nang mình thôi, rải rác ngoài ra. Người ta còn có thể dùng cái phương pháp nữa là đo tế bào đường chảy. Những cái con tế bào đường đi qua một cái ống rất là nhỏ, tế bào đường nhìn ra trong cái dịch đi qua rất là nhỏ, thì người ta sẽ thường thường có thể khi người ta đo đi ngang như vậy đó, thì ta sẽ chiếu cái chụp tia laser đi ngang qua nó, thì cái chụp tia nó sẽ bị con tế bào đi ngang qua vậy thì cái chụp tia nó sẽ bị hắt đi, cái sáng nó sẽ bị vẽ đi cái góc nhất định. Thì người ta dựa trên cái độ thay đổi cái góc vẽ và người ta phát triển thêm nữa là bây giờ người ta sẽ bỏ cái kháng thể vô trong cái dịch chảy cái dung dịch tế bào đó, và có kết hợp với kháng thể nó sẽ ngăn với lại chất phát triển ngang, và như vậy người ta cũng để cho cái con tế bào đó đi ngang qua một cái ống rất là nhỏ, và người ta sẽ có những cái đầu dò người ta bắt lấy những cái tín hiệu bình quang. Và như vậy nếu mà có kết hợp kháng thể người ta sẽ bắt được những tín hiệu phát ra từ con tế bào đó, và vì vậy người ta có thể biết được là cái con tế bào đó nó có những chẳng hạn như là ở đây người ta dùng cái đo đường chảy tế bào để xác định những cái kháng nguyên gọi là kháng ba và năm đa trong phần cái lymph cổ tế bào. Thì bình thường trong một cái mô lymph mô chẳng hạn thì người ta thấy rằng có một sự cân đối giữa cái phần tế bào có kháng nguyên kháng ba và tế bào kháng nguyên năm đa, thì khi đó thì nó có một cái số tương đối khá là tương đồng với nhau. Nếu trong trường hợp mà chỉ có toàn là kháng ba hoặc là chỉ toàn năm đa không thì coi chừng đó là nghĩa là bây giờ trong nhân số chỉ đơn thuần một loại mà thôi, và nhân số đơn thuần một loại đồng nghĩa với con trường này là cũng không khác tính. Do đó đây cũng là một trong những cái cách để chúng ta có thể tiếp tục hướng được cái chuyển qua một cái cũng khác tính cũng như là tính. Chúng ta còn 40 phút để nói nguyên một cái bài, nhưng mà các chị đã nắm được cái cơ bản nhất, cái quan trọng nhất nãy giờ, do đó tôi nghĩ rằng cái phần ta sẽ đi nhanh, không có vấn đề gì. Giống như bệnh lý các cơ quan khác thì chúng ta sẽ nói về viêm về u trong hạch, chúng ta sẽ nói chủ yếu là những ác tính của hạch, và u ác tính của hạch thì u viêm phá hoặc u ác tính thứ khác của hạch. Bởi vì các chị biết rằng cái hạch nó làm giống như là nó làm cái trạm đinh căng nó dính trên cái đường đi của mạch bạch huyết. Những cái con tế bào ác tính xâm nhập vào mạch bạch huyết đi ngang qua hạch, nó có thể dừng lại ở trong hạch và sinh sôi nảy nở thành thành một cái tổ chức thứ khác, chúng ta gọi là u di căn hạch. Còn u hạch viêm phá thì nó tương đối tích cực hơn. Ung thư hạch nguyên phát là do những cái thành phần cấu tạo những cái mô hạch đó bị đột biến chuyển dạng thành ác tính, và khi đó chúng ta sẽ đặt tên của nó là cái ung thư ác tính của xuất phát từ những tế bào lymph, người ta đặt tên là ác lymph. Thì các chị phân biệt hai loại đó, lymph có kim và lymph không có kim. Chúng ta sẽ quay lại sau thì chúng ta nói về hạch kim và năng sản trước. Hạch kim và năng sản là hai cái khái niệm nó tương đối khá là nhập nhằng với nhau. Một số người họ cố ý tách ra cái hạch kim và năng sản, và do đó thì họ thấy rằng trong một số tình huống nó có sự lẫn lộn giữa hai cái khái niệm đó với nhau, thì chúng ta sẽ xem chung nó là hạch kim và năng sản. Có những cái tình huống thì các chị thấy rằng nếu những cái tác nhân gây ra một cái phản ứng ở trong hạch thì nó sẽ gây ra những cái biến đổi hình thái của hạch không có tính chất gì đặc trưng cả, người ta gọi đó là những cái tình trạng viêm cấp tính hoặc những cái viêm thiên nhiên không đặc hiệu. Còn có những cái trường hợp người ta thấy rằng cái tác nhân gây viêm nó gây ra một cái phản ứng đặc hiệu với mô hạch cơ tạo những hình thái của họ đặc hiệu cơ, thì người ta gọi là những cái viêm đặc hiệu. Thì cái đó một trong những viêm đặc hiệu chúng ta bàn đến đó là viêm hạt, và viêm hạt mà đặc hiệu thường gặp nhất đó là viêm hạt gây ra.
dịch thể, có nghĩa là nó cần kháng thể chống lại sau khi là xâm nhập. Thì cái tác động có biểu hiện xảy ra vùng vỏ và các chị trong cái những cái răng cô răng nặng lên, hoặc là cái tác nhân gây viêm hay gây ra cái miễn dịch đó nó kích thích vào trong, nó cần một cái đáp ứng miễn dịch quanh da tế bào. Thì khi đó các chị sẽ thấy rằng cái vùng cận vỏ và những tế bào cô tê sẽ tăng nặng lên, hoặc là có những tình huống đặc biệt thì những cái kháng nguyên kích thích nó lại gây ra tăng sản sản những cái quan và huyết trong thận, hoặc là có những cái tác nhân đặc biệt nó có thể gây ra những cái tình trạng tăng sản hỗn hợp các thành phần như nang cận vỏ và quan trong thận. Thì như vậy tùy theo cái tác nhân mà gây kích thích đáp ứng miễn dịch đó, nó tác động lên những cái đó là thuộc cái loại gì, nó sẽ tác động lên những cái vùng khác nhau của thận, chúng ta sẽ có những cái hình thái khác nhau của cái hạch tăng sản. Ở đây các chị có hạch tăng sản nang, khi đó các anh em cô sẽ tăng về mặt kích thước. Các chị có cái cấu trúc của hạch nó vẫn được bảo tồn, mặc dù cái vùng vỏ đó nó lớn rộng ra thì cái anh em cô có kích thước to như vậy, nhưng mà nó vẫn nó chỉ chèn ép những cái vùng còn lại thôi chứ nó không xóa được hạch. Hạch tăng sản vùng cận vỏ là vùng cận vỏ sẽ lớn rộng ra, các chị thấy nó chèn ép những cái vùng còn lại nhưng mà nó vẫn bảo tồn cấu trúc hạch. Hạch tăng sản xoang, khi đó các chị thấy những cái xoang mật huyết giãn rộng ra, thì xoang dưới vỏ, xoang bên nang, xoang tủy, tất cả các xoang đều giãn rộng ra với đại diện mô bào tăng sản, hoặc là những cái hạch tăng sản hỗn hợp kết hợp các loại đó với nhau. Đây là hạch tăng sản nang. Hạch tăng sản nang thì thường xảy ra trong cái trường hợp chẳng hạn như những cái bệnh amida hoặc là bệnh mèo vào vân vân, thì những cái số các ba vân vân, một số những cái trường hợp như vậy. Thì các chị sẽ thấy rằng trong cái vùng vỏ của hạch của cái nang vô tăng sản có kích thước to nhỏ không đều nhau, trung tâm hồng nó giãn rộng ra và trong đây đầy những thành phần tế bào, những thành phần tế bào ở những mức độ chuyển hóa chuyển dạng khác nhau. Thì đây là một cái hạch phản ứng của cái nang vô phản ứng, cho đó các chị sẽ thấy rằng trung tâm hồng nó rất đa dạng tế bào, nhiều phân bào và rất nhiều những con đại thực bào ăn thể bắt màu, những con đại thực bào ăn những cái con nguyên văn bào đó, hãy được kém các nguyên có điều tự thủy như nãy chúng ta đã giải thích rất rồi. Hạch tăng sản cận vỏ, khi đó các chị sẽ thấy là những con tế bào lympho cô vùng tê vùng cận vỏ nó tăng sản lên, khi đó thì các chị sẽ thấy những cái tỉnh bắp sau mặt cũng tăng sản lên rất là nhiều. Trong cái vùng cận vỏ các chị sẽ thấy nhiều con nguyên vùng bào tê kích thước nhỏ và những cái con nguyên bào tê, các chị nhớ là cái con nguyên bào tê có kích thước lớn và có cái hạch nhân to, cái gì bào tư rất là nhỏ nó xung quanh. Thì hạch tăng sản cận vỏ thường thường xảy ra trong những cái tình huống chẳng hạn như sau khi chích ngừa, sau khi nhiễm một số những cái con siêu vi nhất định, và rất là thường gặp ở trẻ nhỏ. Nó sau khi nó chích ngừa xong tự nhiên nó nổi một cục hạch và mẹ nó rất là lo ập tới bệnh viện, sau đó thì phải ra đó là một cái hạch bào tư mệt thôi. Hạch tăng sản nang xoang thì thường xảy ra ở những cái hạch dẫn lưu tế bào, dẫn lưu từ một cái cục ung thư, không phải tế bào ung thư đã di chuyển vào cục hạch mà chỉ là những cái kháng nguyên từ khối u rớt vào trong dòng bạch huyết, và cái kháng nguyên đó nó sẽ vào bạch huyết, nó đến hạch và kích thích một cái bào tư tăng sản hết hạch, khi đó thì cái xoang bạch huyết sẽ giãn rộng ra và ứ đầy những con mô bào tăng sản trong vòng. Hạch tăng sản hỗn hợp các chị thấy có thể tăng sản nang và tăng sản xoang, có thể có tăng sản vùng cận vỏ, có thể gặp trong những cái bệnh như là tôi nói là vùng cận vỏ. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái viêm á, viêm cấp tính rất là dễ, viêm thiên nhiên có thể nó mang đến hình ảnh của một cái hạch tăng sản, có thể là nang xoang hay hỗn hợp. Là một cái ung thư xuất phát từ những cái tế bào dòng lympho nằm ở trong hạch, và nó sẽ những cái con tế bào lympho đó bị đột biến chuyển dạng thành ác tính và tạo thành một cái khối u ác tính mà chúng ta gọi là lympho. Như vậy các chị cần phân biệt lympho với lại một cái bệnh lý về huyết học mà các chị đã được giới thiệu, đó là bệnh bạch cầu. Bệnh bạch cầu, như các chị biết là bệnh bạch cầu thì nó còn nhiều loại, bệnh bạch cầu dòng thuộc chỉ bệnh bạch cầu dòng lympho. Như vậy bệnh bạch cầu dòng lympho cũng là một cái bệnh bạch cầu được hình thành bởi những cái con lympho bào chuyển dạng trở thành ác tính. Nhưng mà trong bệnh bạch cầu thì những cái con tế bào ác tính đó nó không tạo thành khối u, nó nằm trong vị xương và nó lan tràn ra máu ngoài vi, nó tạo một cái ung thư mà cái loại chúng ta gọi tạm gọi là cái loại lỏng, chứ nó không tạo thành khối u nặng. Vì vậy chúng ta phân biệt lympho và bệnh bạch cầu. Lympho và bệnh bạch cầu đều là những cái tổn thương ác tính của tế bào đường lympho, nhưng mà bệnh bạch cầu thì nó chỉ xảy ra ở trong vị xương và lan tràn trong máu, còn lympho thì nó tạo thành khối u nặng. Khối u nặng đó có thể ở hạch hoặc là những cái cơ quan lympho chẳng hạn, như các chị có thể thấy là có thể nằm ở trong cái vòng một cái vòng vòng họng chẳng hạn, thì có thể tạo thành cái khối là tổn thương lympho, hoặc là có thể các chị thấy lympho ở đường tiêu hóa cũng có thể là những lympho. Như vậy khi đó thì một cái tổn thương lympho ác tính nhưng mà tạo thành khối nằm trong những cơ quan nào đó cũng là lympho. Và chúng ta phân biệt hai loại lympho là lympho Hodgkin và lympho không Hodgkin. Hai cái loại này đã cùng xuất phát từ tế bào lympho chuyển dạng trở thành ác tính, tuy nhiên người ta thấy về hình thái đặc điểm giải của bệnh của nó hoàn toàn khác biệt nhau.
đồng. Đó là những cái đặc điểm về cái lâm sàng của lymphoma Hodgkin. Thì về mặt đại thể cái lymphoma Hodgkin như các chị thấy là một khối thận to ra như thế này. Mặt cắt của nó có thể bị sơ hóa, nếu mà nó bị sơ hóa nhiều ở trong cái định nghĩa của nó, các chị thấy nó có kèm những tình trạng sơ hóa. Nếu sơ hóa nhiều các chị sẽ thấy mặt cắt nó cắt ra từng khối như thế này, một tình trạng sơ hóa. Còn nhiều khi nếu mà nó không sơ hóa ít thì các chị sẽ thấy mặt cắt nó đồng nhất và nó càng nó giống như là thực cá như thế này. Chúng ta có thể phân loại của lymphoma Hodgkin. Như vậy là lymphoma Hodgkin là một cái lymphoma do mà trong đó là một tế bào ác tính nằm trên nền tế bào vi mạch cứng. Tại sao chúng ta lại phải phân loại ra thành những cái tiếp nhỏ 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 như vậy? Bởi vì như vậy người ta thấy rằng mỗi một cái mặc dù nó cùng là một cái loại lymphoma được hình thành bởi những tế bào cứng ác tính trên nền tế bào vi mạch cứng, nhưng mà người ta thấy rằng mỗi một cái loại mô học như vậy á, nó có một cái tiên lượng, nó có một cái diễn tiến của các tiên lượng rất là khác biệt nhau. Vì vậy và cái đối tượng mắc bệnh cũng có thể thay đổi rất trong cái nhiều các cái loại, do đó người ta phân ra thành cái loại đó, chúng ta thấy là nó có những tiên lượng khác nhau như vậy. Thì trong cái lymphoma Hodgkin á, thì hồi trước cách đây khoảng từ 30 năm thì lymphoma Hodgkin chỉ bao gồm cái loại lymphoma Hodgkin người ta gọi là kinh điển này mà thôi. Lymphoma Hodgkin kinh điển chỉ gồm có bốn loại mô hồng nhỏ của nó, trong đó các anh chị thấy người ta phân ra thành loại sơ cùng là hồng hồng tế bào chồng mô bào lòng heo cũng mô bào. Và cái này các chị cũng rất là dễ hiểu vì các chị đã nắm được cái định nghĩa của nó rồi, đó là cái tình trạng mà nằm trên nền tế bào vi mạch cứng cộng với tổng sơ hóa ở những mức độ khác nhau. Thì như vậy khi mà có nhiều sơ thì người ta gọi là người ta xếp vào trong đó, hoặc là những cái tế bào vi mạch cứng rất là nhiều loại tế bào vi mạch cứng thì người ta gọi là hỗn hợp tế bào, hoặc là nó rất là nhiều liên mô bào người ta gọi là giàu liên mô bào, rất là nghèo liên mô bào người ta gọi là nghèo liên mô bào. Thì như vậy người ta thấy rằng những cái tiên lượng của những cái tiếp mô học này nó khác nhau nữa, và sơ cùng tiên lượng tốt nhất và đi lên loại giàu liên mô bào là tiên lượng tốt nhất, cho đó đến loại sơ cùng cho đến loại hỗn hợp tế bào và loại nghèo liên mô bào là tiên lượng xấu nhất. Người ta nói rằng khi mà có một cái phản ứng liên mô bào mạnh mẽ thì cái tiên lượng nó thường tốt hơn, nhưng mà cái giả thuyết đó ngày nay nó vẫn còn đang được chứng minh là thành trở lại. Thì như vậy là ngày xưa thì người ta thấy rằng liên mô có kim gồm có bốn loại như vậy, người ta gọi nó là liên mô kim kinh điển. Nhưng mà khoảng vài chục năm gần đây người ta thấy thêm một cái loại liên mô có kim khác nữa, nó cũng thỏa mãn cái định nghĩa, có nghĩa là nó cũng có những thành phần tế bào ác tính nằm trên nền tế bào viêm mạng cứng. Tuy nhiên người ta thấy là những con tế bào ác tính đó nó hơi khác với con tế bào của liên mô có kim kinh điển, và vì vậy người ta xếp vào một cái nhóm người ta gọi là liên mô có kim loại đầu liên mô bào dạng cục, những hình ảnh tiên thể của nó. Nó khác biệt như thế nào chúng ta sẽ xem sau. Thì đối với những con hốc viên kinh dị, nghĩa là cái loại hồi xưa đó, thì người ta thấy rằng cái tế bào ác tính của nó có tên rất là đặc biệt, đó là tên tế bào Christenberg. Tế bào Christenberg kinh dị là những con tế bào giúp cho các chị cảm quan của nó là những con hốc viên kinh dị. Tế bào Christenberg có thể có những cái biến thể của nó, và những cái biến thể của nó không phải là tiêu chuẩn cho các chị cảm quan. Các chị cầm một cái bảng lên, các chị thấy rất là nhiều tế bào Christenberg biến thể, nhưng các chị không tìm được tế bào Christenberg kinh dị và được đây là một cái liên phong hốc kinh điển. Như vậy tế bào Christenberg kinh điển là một cái con tế bào như thế nào? Tế bào Christenberg kinh điển là một cái con tế bào có kích thước lớn khoảng 10 micromet, nó có hai hoặc nhiều phì nhân. Đây là một cái phì và đây là một cái phì. Đây không có thấy được độ nối với nhau, thì đây là hai phì. Còn ở đây các chị thấy nó ba phì, còn ở đây các chị thấy nó tới 4 hoặc là 5 phì như thế này. Thì con tế bào Christenberg kinh điển là một con tế bào có kích thước lớn, có hai hoặc là nhiều hơn cái phì nhân như vậy. Nhưng mà người ta thường có thói quen gọi là hai nhiều nhân, và bởi vì người ta thấy cắt tách ra như vậy khi mà khảo sát những cái điện tử người ta thấy nó trải qua nó thắt theo và thành những cái quỳ khác nhau mà thôi. Một đặc điểm hết sức đặc biệt của nó là nó sẽ có một cái hạt nhân rất to và màu đỏ rõ là nó chính kiểu chân, làm cái con tế bào này
nhiều của tế bào vùng bên. Thì người ta thấy là những con tế bào receptor này á, nó đã bị điện qua cái đột biến bị chạm như thế nào mà nó quên luôn cả cái nguồn gốc CD20, cái nguồn gốc tế bào B của nó đi mất cái khả năng biểu hiện CD20. Do đó người ta thấy rằng mặc dù nó là tế bào có nguồn gốc từ tế bào của trung tâm hầm, nhưng mà nó lại không biểu hiện CD20, nhưng mà nó biểu hiện CD15 và CD50, và đó là cái điều thành biện chứng giúp cho các chị nhận diện được đó là tế bào Westenberg trên điện. Những biến thể của tế bào Westenberg căn bản như các chị thấy đây là một tế bào Westenberg dạng một nhân, thì người ta gọi tên là tế bào Hodgkin. Nó cũng có một nhân trong cái nhân này, nhưng mà có cái hạt tinh rất là rõ, mà nó chỉ có một nhân thôi. Hoặc là tế bào Westenberg dạng giống như cái hạt bắp rang như thế này, hoặc là tế bào Westenberg dạng hóc như thế này, cho nó cái bào tinh nó bị co lại giống như một tế bào nằm trong cái hóc. Hoặc là tế bào Westenberg dạng sắc như thế này, các chị thấy cái giống một con tế bào bị chết như vậy đó. Thì những cái loại này có thể gặp trong cái tiết mổ học giàu bị mua vào, gặp trong tiết mổ học sơ cục, hoặc gặp trong tiết mổ học bệnh nghèo bị mua vào. Tùy theo những tiết mổ học khác nhau mà những cái loại này có thể thay đổi một số lượng khác nhau. Đây là tiết mổ học kim loại giàu bị mua vào ha, các chị thấy tế bào rất là giàu bị mua vào. Cái nền tế bào viêm phản ứng nó chủ yếu là bị mua vào, các chị có con tế bào Westenberg biến thể của nó là bọc rang. Ở đây các chị có tế bào lưu mô kim loại sơ cục, các chị thấy sơ hóa tạo thành cái cục này. Cái nền tế bào viêm phản ứng là những con tế bào Westenberg mà cái dạng hóc như thế này. Các chị có hình ảnh của tế bào những lần có ghi thì lại một tế bào cá, các chị sẽ được thực tập trong cái bài cuối cùng của chúng ta. Thì các chị sẽ thấy tế bào viêm phản ứng có gì, các chị có tế bào viêm phản ứng có gì, tinh mô bào, tương bào, và cầu đang thái quan, và cầu đang tinh mô bào, vân vân rất là nhiều. Các chị có những con tế bào Westenberg tiêu biểu có hai phì nhân thành nhân rất là đỏ đỏ, hình ảnh tế bào viêm phản ứng là đỏ đỏ, những con tế bào và cầu đang thái quan. Và cái dạng nghèo viêm mô bào, cái nghèo viêm mô bào tế bào là khá là dị dạng, tế bào sắc tiếp phân hóa kim loại giàu thì có vào dạng cục, là cái tiết mổ học mà người ta phát hiện sau này. Khi đó thì các chị thấy rằng cái con tế bào ác tính vẫn là những con tế bào lớn, có kích thước lớn như thế này, nhưng mà người ta thấy rằng cái màng nhân nó mỏng hơn, cái hạt nhân của nó không có đỏ rõ như cái hạt nhân của con tế bào Westenberg, và nó cũng nằm trên một cái nền tế bào viêm phản ứng chủ yếu là những cái nhiều con tế bào. Thì người ta mới đọc gọi tên cái con này là con tế bào NP. Tế bào NP là tế bào, cái tên của nó rất là mắc cười, đó là sai predominant, như là cái tên của nó là cái con kim loại giàu của bào thành cục. Thì đó các chị thấy cục tương tạo thành cái khối của cục như thế này, trong một cái cục đó, một cái cục này các chị thấy là có những thành phần tế bào ác tính tạo thành cục viêm phản ứng. Một cái đặc điểm rất quan trọng của con tế bào NP là nó có CD20 dương tính, và nó là có CD15 và CD30 dương tính. Mặc dù nó cũng xuất phát từ những con viêm phổi tầng B ở trong cái hạch, nhưng mà người ta thấy rằng cái biểu hiện về cái kiểu bệnh dịch của nó khác biệt, và người ta thấy rằng đối với cái liên quan không viêm phổi dầu và dạng cục này, tiên lượng nó tốt hơn, thường thường bệnh nhân đến giai đoạn sớm hơn, tiên lượng nó tốt hơn so với cái loại viêm phổi tiên tiền liệt. Như vậy chúng ta có những cái phân biệt nhất định của nó. Chúng ta nói về liên quan thông tin, các chị đã biết được cái liên quan thông tin, và các chị thấy cái hình thái đặc trưng của nó là những cái loại vô ác tính chỉ đạt 10% thôi, trên nền tế bào viêm phản ứng. Còn liên quan không có pin là một cái ung ác tính của tế bào dòng lympho, và cái ung ác tính đó nó sẽ xuất phát từ những cái con tế bào dòng lympho có thể là B hoặc T đang ở trong một cái giai đoạn biến hóa chuyển dạng nào đó, tự nhiên nó bị đột biến trở thành ác tính, và từ cái con mà đang ở giai đoạn biến hóa chuyển dạng đó bị đột biến trở thành ác tính, từ cái con đầu tiên đó nó sẽ sinh sôi nảy nở ra thành một cái đàn con cháu tiếp tiếp đi chen nhau và tạo thành một cái khối u mà chúng ta gọi là lympho. Như vậy là trong một cái lympho không có pin, các chị có thể cũng hình thành đơn giản một quả tế bào mà thôi, bởi vì nó xuất phát từ một cái con tế bào đột biến trở thành ác tính. Và như vậy thì các chị sẽ thấy rằng trên cái nền của hạch là một cái nền đơn giản mà nó xóa bỏ toàn bộ cấu trúc hạch, và bởi vì nó là một cái con tế bào bất kỳ trong một cái giai đoạn bất kỳ nào trong quá trình tân sinh chuyển hóa chuyển dạng của tế bào dòng B hay dòng T, do đó các chị sẽ liên quan không
tê. Ngoài ra cái điều trị của nó cũng mang ý nghĩa nữa, chẳng hạn như liên quan tới bọn tê thì chúng ta sẽ là mà còn liên quan tới bọn tê thì chúng ta sẽ là những điều trị của cái điều trị của những tế bào bọn tê, chẳng hạn chúng ta sẽ là hạt mỡ có hoặc trở thành những cơ quan đặc biệt hơn nữa da vân vân. Thì đó là các chị đã hiểu được là liên quan phóng kim là như thế nào, các chị đã có thể tưởng tượng ra được ai liên quan phóng kim là đồng nhạc của tế bào phổi. Hình thái tổn thương của nó thì nó có thể có hai hình thái tổn thương. Một hình thái tổn thương đó là nó tạo thành một cái khối, nó tạo thành một từng thành như thế này với mặt cắt của nó trơn láng như thành cá, hoặc là cái mặt cắt của nó lại tạo thành cục 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 như thế này, người ta gọi là liên quan mà có cấu trúc giống như tọa nang. Còn nếu mà nó lan quả như thế này thì nó là nhạc lan quả. Như vậy nó có thể có hai hình thái như vậy. Cái gì mà về phân loại của nó thì từ khi mà liên quan không có kim người ta biết tới cho đến nay người ta đã trải qua rất là nhiều cái cách phân loại khác nhau. Từ những thời xa xưa thì người ta rất đơn giản, người ta chỉ phân loại dựa trên cái hình thái và cách sắp xếp của nó mà thôi. Chẳng hạn như người ta dựa trên cái hình thái là tế bào kích thước lớn, tế bào kích thước nhỏ, dựa trên cách sắp xếp là nó đang quả hay mặt nang người ta đặt tên của nó. Và sau đó người ta thấy rằng cái đó nó không có ý nghĩa gì hết trong cái việc định hướng và trong việc tiên lượng và điều trị. Do đó thì sau đó thì tiến bộ hơn một chút, người ta biết được à tế bào khó quá, sợ các chị sau này cái gì ra dùng chọn đồ thì thân thân.
bào ở trong gan này thì biến cho thành mãn tính nó chỉ có một cái loại viêm không rồi viêm không kíp, hoặc là đối với con tế bào có kích thước lớn ở trong gan thì biến cho thành mãn tính thì các chị gọi là những cái viêm không lớn. Đi sau cái trung tâm hồng nghĩa là sau khi qua khỏi cái giai đoạn chuyển hóa dị dạng của trung tâm hồng, nếu các chị có tế bào hồng rìu biến cho thành mãn tính thì chị có một con tế bào hồng rìu. Và cái con tế bào mà chúng ta nói đi từ đây qua đây nè, nó cũng có thể đột biến cho thành mãn tính, các chị có một cái con viêm không nhỏ. Cái con viêm không nhỏ là một cái cơ mà trước đây người ta đã nhầm lẫn, người ta tưởng cái con này nè chính là cái con này, nhưng mà cho đó người ta thấy rằng nó là cái con đã được mạch hóa chứ không phải là những cái con chưa được mạch hóa như thế này. Thì đó người ta vẫn chịu tên là viêm không nhiễm bào nhỏ, cái cơ của con viêm không bào nhỏ này, nhưng mà thực ra thì các chị hiểu nó là những cái con tế bào đã được mạch hóa đã nằm ở vị trí này, cho nên mình vị trí này. Ngoài ra thì có thể những con có thể có rất lớn, người ta gọi là viêm không bào lớn, là cái cơ xương bào vừa trên cái lứa tuổi, vừa trên cái
mà nó thỉnh thoảng có những con tế bào có kích thước lớn và nhân nó bị mọc phổi
thì đó là những trạng cơ mà có khả năng cho bị căng thẳng. Và vì vậy thì trong những cái trường hợp mà các cô nguyên pháp là những cái loại trạng cơ đó mà các chị thấy vấn đề cho mặt di căn thì các chị cũng có thể giải thích được, rồi bởi vì đó là những cái loại trạng cơ có khả năng cho bị căng thẳng. Và như vậy là khi di căn thẳng thì như các chị biết rồi, nó sẽ đi theo bệnh huyết đới và vào trong thẳng, rồi sau đó nó có thể băng qua thẳng và đi theo bệnh huyết đi, rồi nó sẽ vào một cái thẳng khác. Tuy nhiên có khi nó sẽ đi ngược lại vào trong cái xoang, có cái đi ngược lại trong tất cả gì đó đi ngược lại và nó sẽ vào trong cái mà bệnh huyết đi của cái thẳng bệnh huyết trước. Thì thường thường thì khi mà các chị chọn được một cái thẳng lan, một cái thẳng chi căn đó, thì khi các chị cũng chẳng biết được là nó đang đi vô bằng cái đường bệnh huyết nào, cái đó là một cái bằng cái kiến thức mà thôi. Khi chúng ta biết được một cái khối u nguyên phát thì các chị khảo sát trên thẳng chi căn nhằm mục đích là để đánh giá hiệu quả của nó, để nó có một cái thái độ xử trí thì chị lựa chọn cái điều trị thích hợp, đó là cái thuận chiều bình thường. Nhưng mà cũng có khi các chị thấy được một cái thẳng chi căn mà các chị không biết được khối u nguyên phát, và lúc đó chúng ta một lần chúng ta họ cố gắng đi tìm khối u nguyên phát của nó. Thì thông thường á, người ta thấy rằng cái ổ khối u nguyên phát càng lớn thì khả năng chi căn càng nhiều, nhưng mà cũng có những trường hợp chẳng hạn như khối u vòm hầu, nhiều khi nó ra ngoài cổ rất là to nhưng mà cái khối u nguyên phát hầu như không được phát hiện được ở trong vòm hầu. Do đó là nếu mà các chị làm xuất huyết cái hạch đó, sau đó các chị quan sát cái chuyện phi, các chị thấy nó có những cái mặt gì thái như thế nào là cơ thể của cái khối u vòm hầu, thì các chị có thể đề nghị lâm sàng, người ta có thể soi vòm hầu và có thể phát hiện được khối u nguyên phát. Thường thì nó người ta sẽ có ổ thứ phát, ổ nguyên phát trước người ta phát hiện được ổ thứ khác, nhưng mà và người ta thống kê là có khoảng 4% các trường hợp các ung thư có ổ thứ phát là không tìm ra được ổ nguyên phát, thì người ta tìm người ta ra hết từ đầu tới chân cũng không tìm ra được, người ta cũng còn điều trị không cứ cứ là điều trị các ung thư thứ phát mà không có được ổ nguyên phát. Khi ung thư đi vào trong thận á, nó chỉ càng đi thận á, thì thường thường như các chị chưa được tập cái bài nó đi căng thẳng, khi các chị được tập bài nó đi căng thẳng thì nó thấy cái ung thư đi căng đỏ thận này đa số là cái sinh đó. Rất là kém, cái khóa của vòng hầu hay là cái liên quan vòng hầu cũng rất là khó phân biệt.
da những căng thẳng và người ta thấy rằng nó tương quan với vị trí của đầu cổ, như vậy người ta sẽ có một cái khảo sát đường hô hấp trên, đường tiêu hóa trên trong phòng tìm việc này. Hoặc là có những cái và như vậy có các gì các nguyên nhân hóa chỉ căng đến thẳng và cổ, người ta khảo sát cái thẳng của nó, người ta khảo sát và chúng ta đã có những cái gì để chỉnh bình của ung thư của vòng hầu chẳng hạn, chúng ta có thể đi xem sàng các hướng dẫn lâm sàng. Tôi nghĩ đây là cái cả trong cái hóa chỉ căng thẳng có khả năng đến từ vòng hầu gia đình Gracias.